Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hàng loạt cải tiến đáng đồng tiền bắt gạo và giảm giá, đó là lý do nên mua Suzuki Ertiga 2019. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Tiếp tục được xuất hiện trong một sự kiện nội bộ, Suzuki Ertiga hoàn toàn mới với nhiều cải tiến so với thế hệ cũ đã hé lộ mức giá tốt nhất phân khúc. Đây cũng là một động thái cho thấy Suzuki đang từng bước chuẩn bị cho sự trở lại của mẫu compact MPV xe 7 chỗ hoàn toàn mới. Ngoại thất hiện đại và tinh tế. Nói về kích thước, mẫu xe sở hữu chiều dài rộng cao lần lượt là 4.395, 1.735 và 1.690mm, chiều dài cơ sở 2.740mm. Như vậy, Suzuki Ertiga 2019 dài hơn 130mm so với phiên bản cũ, chiều rộng cũng được cải thiện tới 40mm. Việc gia tăng kích thước giúp đem đến cho chiếc Ertiga khoảng không gian bên trong nội thất rộng rãi hơn với 7 chỗ ngồi dành cho 7 người ở 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý là 153 lít tăng lên 550 lít khi gặp hàng ghế thứ 3, thậm chí đạt tới 803 lít nếu gặp cả hai hàng ghế sau. Về bề ngoài, Ertiga 2019 trông góc cạnh hơn nhờ cụm đèn pha projector hình thang cùng lưới tản nhiệt mạ chrome hình lục giác. Cản trước cũng được làm mới theo phong cách thể thao hơn và được làm từ vật liệu composite nhẹ, bền hơn. Phía sau đuôi xe nổi bật với cột D sơn màu đen cùng cụm đèn hậu hình chữ L. Thêm vào đó, Suzuki Ertiga còn trang bị chìa khóa thông minh, Smart Key, khởi động, rảnh tay, Start Stop, cảm biến lùi kết hợp camera lùi và hệ thống ghế ngồi trẻ em Isofix. Nhìn chung, Ertiga hoàn toàn mới được thiết kế mới hiện đại hơn và tinh tế hơn, cho thấy sự cải tiến hướng đến thị hiếu của người tiêu dùng trong ngôn ngữ thiết kế của Suzuki. Nội thất sang trọng hơn phiên bản cũ. Nội thất của xe Suzuki Ertiga hoàn toàn mới thế hệ thứ 2 cũng được thay đổi hoàn toàn so với đời trước. Những chi tiết cơ bản của đời cũ được thay thế như ốp giả gỗ trang trí, bọc vô lăng hình chữ D. Các trang bị tiêu chuẩn của chiếc xe cũng được nâng cấp rất nhiều, trong đó ấn tượng là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch với các tính năng kết nối như USB, AUX, Bluetooth, đặc biệt là chức năng kết nối thoại rảnh tay CarPlay. Với những thay đổi lớn trong nội thất, Ertiga mang diện mạo hoàn toàn mới không chỉ so với phiên bản cũ mà còn khác biệt so với những đối thủ cùng phân khúc hiện nay trong phân khúc xe compact MPV gia đình. Động cơ tăng thêm 12 mã lực nhưng lại siêu tiết kiệm xăng. Động cơ của Suzuki Ertiga mới ra mắt cũng hoàn toàn thay đổi. Động cơ 1.5 cho công suất 104 mã lực và mô men xoắn 138 Nm. Như vậy, sức mạnh tăng thêm 12 mã lực và 8 Nm mô men xoắn so với phiên bản cũ. Xe vẫn dùng hệ dẫn động cầu trước thông qua hai sự lựa chọn hộp số là hộp số sàn 5 cấp phiên bản GL và hộp số tự động 4 cấp phiên bản GLX. Cũng như những dòng xe anh em của mình, chiếc Ertiga đạt mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ ấn tượng là 4,86 lít trong 100 km đường ngoài đô thị, một con số cực kỳ ấn tượng. Công nghệ HiTech bảo đảm an toàn. Thiết kế khung sườn của Ertiga hoàn toàn mới được thiết kế theo công nghệ HiTech với nhiều ưu điểm vượt trội. Công nghệ HiTech được Suzuki phát triển và sử dụng cho các dòng xe của mình từ Swift trở về sau. Công nghệ này tập trung gia cố khung sườn tại những vị trí quan trọng của xe và giảm bớt độ dày của vị trí không quan trọng. Từ đó, xe đạt được 3 ưu điểm vượt trội là giảm trọng lượng để tăng tốc nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và cứng cáp hơn, an toàn cho người sử dụng hơn. Với những cải tiến như vậy, Suzuki Ertiga hoàn toàn mới được kỳ vọng sẽ mang lại doanh số cao cho Suzuki. Theo hé lộ từ Suzuki, phiên bản xuất hiện trong sự kiện này chưa phải là phiên bản cuối cùng của Ertiga sẽ được nhập về Việt Nam. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.